Vợ bầu chồng lăng nhăng. Anh Đạt mà biết mình tự tay mang cơm lên công ty cho anh ấy thì chắc là cảm động lắm đây. Ơ, có phải là chồng của mình không ta? Em thấy vợ anh hôm trước rồi, em tưởng thế nào? Yêu ơi, người đâu béo thế, chả xinh như anh kể. Em lúc nào cũng thấy em là xinh nhất, còn thấy ai xinh nữa chứ. Em không biết thôi, trước kia vợ anh cũng là hot girl một thời đấy. Thế cơ á, em chẳng tin đâu. Trời ạ, à, chị ấy đường đường là vợ phó giám đốc mà, vừa béo, ăn mặc lại xòe xòa. Chị ấy là bộ mặt của anh, mà thế thì thật khiến anh mất mặt quá à. Chắc sau khi lấy chồng rồi, bầu bí nữa nên chị ấy mới không chăm chút ăn diện gì nữa. Em mà có lấy chồng, em cũng chẳng thể bỏ mặc bản thân như vậy đâu. Mình có phải xinh, phải gợi cảm thì mới giữ được chồng chứ, phải không anh? Em thì còn phải nói, bao anh trong công ty mê như điếu đổ còn gì. Nhưng mà em lại chỉ thích một người thôi. Chỉ tiếc là người ấy có vợ rồi. Em hỏi anh nha, nếu trước kia anh cùng gặp em và vợ anh một lúc, anh sẽ chọn ai? Khó ha, đúng là 1 9 1 10. Không được, mình nhất định phải lấy lại vóc dáng và phong độ như xưa. Không thể để mấy con bé hồ ly tinh ở chỗ làm cướp mất chồng của mình được. Mình chịu khó uống thuốc bổ với uống sữa thì chắc em bé vẫn đủ chất thôi. Chứ mình đang giảm cân, không thể ăn nhiều đồ béo bổ thế này được. Mình đã giảm được những 5 cân rồi, tuyệt quá đi. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà lấy lại được vóc dáng như xưa. Yeah, chóng mặt quá. Em tỉnh lại rồi à? Em bị sao thế này? Những xét nghiệm cho thấy có lẽ là do dinh dưỡng cung cấp không đầy đủ dẫn đến sụt cân. Và tình trạng này kéo dài gây ra hiện tượng bị động thai, dọa sảy thai. Nếu sản phụ còn không tăng cường dinh dưỡng cần thiết thì rất dễ bị sảy thai. Thiếu dinh dưỡng ư? Gia đình tôi làm sao để cho cô ấy ăn uống thiếu chất được? Thật vô lý. Mẹ đã thấy nghi nghi rồi, giờ thì rõ rồi. Bao nhiêu đồ ngon đồ bổ mẹ chuẩn bị cho con bé thì con bé đều lén bỏ đi hết. Rốt cuộc là do bà già này nấu ăn không ngon hay là sao? Con, cô thử nói lý do cho tôi nghe xem nào. Suýt chút nữa là tôi mất giáo rồi. Dạ không có mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Tất cả là tại con, là con ngu dại, là con sợ mất chồng nên sợ tăng cân, sợ xấu xí, cho nên con chỉ uống thuốc bổ, uống sữa bầu mà không chịu ăn uống gì. Mẹ thử hỏi anh Đạt đi, anh ấy đã làm gì để con phải như vậy? Em hỏi anh nha, nếu trước kia anh cùng gặp em và vợ anh một lúc, anh sẽ chọn ai? Khó ha, đúng là 1 9 1 10. Em hỏi anh, nếu anh bắt gặp em đang đông đưa tình tứ với đồng nghiệp khác giới như vậy, liệu anh có thể bình thường được hay không? Trời ơi, đó chỉ là câu chuyện phím thôi mà em. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Các cô đồng nghiệp nông bỏng của anh cùng nhau nói xấu, chê bai ngoại hình của em mập xấu. Anh nghĩ rằng em có thể không suy nghĩ được à? Em có thể không sợ một ngày anh ngã vào lòng người phụ nữ xinh đẹp khác được không? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh chẳng làm gì có lỗi với em hết, mà giờ em lại nghi ngờ, ghen tuông mù quáng như vậy. Con bình tĩnh lại đi. Còn Đạt nữa, mẹ nói cho con nghe, vợ con bầu bí, tâm sinh lý thường nhạy cảm, không được ổn định. Con phải tâm lý, tình cảm, quan tâm chăm sóc vợ hơn trước. Mấy chuyện dễ khiến vợ hiểu lầm như thế thì tránh vững hơn. Ba tháng sau. Anh vừa tan làm rồi, giờ anh về luôn đây. Tối nay anh định đưa cả nhà mình ra ngoài đổi gió một chút. Em bầu bí ở nhà mãi lại chán. Vâng ạ, à, vậy anh về đi, em chờ nha. Dạo này anh ấy tốt với mình thế nhỉ? Trước giờ có như thế đâu. Từ khi yêu mình, anh ấy vốn là người hơi vô tâm, như kiểu là làm chuyện gì đó sai nên phải chuộc lỗi ấy.
Thưa cô có việc gì vậy? Cô đến tìm ai? Dạ, em là người quen của anh Đạt. Em đến đưa cho anh ấy ít đồ ạ. Sếp khỏe quá. Cả phòng này đàn ông thì có thừa, mà hiếm có người nào vừa ga lăng lại vừa tốt bụng như sếp. Sếp cho em xin kiểu ảnh nào. Không có gì đâu, chút việc nhỏ thôi mà. Nào, sếp tươi lên. Em đang lên Facebook giờ đây này. Em ơi, anh đi tập thể dục, lát rồi về mình đi ăn nha. Anh đã đặt sẵn chỗ ở nhà hàng ánh sáng rồi. Hôm nay em mệt, em không muốn ăn. Em mệt hả? Vậy em có muốn ăn gì không? Anh đi tập thể dục về anh mua luôn. Em đã bảo không muốn ăn rồi mà. Anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi. Nghe lời anh ta khuyên nhủ, mấy tháng nay mình ăn uống tẩm bổ nhiều, chưa gì đã béo ra chục cân rồi. Chắc chắn là anh ta cố tình vỗ béo mình. Mình càng béo tròn xấu xí thì càng có cớ để anh ta ra ngoài hú hí với mấy em trẻ đẹp xinh tươi. Dạo này lại còn đi tập thể dục thể thao, ngày trước có thế đâu. Hay là lại tranh thủ hẹn hò lén phén với con hồ ly tinh nào rồi. Tối nay mình sẽ theo dõi anh ta xem như thế nào. 20 21 22. Đúng là anh ấy đi tập thể dục thật này, nhưng mà chưa biết được. Cũng có thể là hú hí với cô nào cùng tập ở công viên này thôi. Có khi anh ta tập luyện trong lúc chờ cô kia. Mình cứ theo dõi thêm xem sao. À, đây rồi. Chắc là đi gặp tình nhân rồi đây. Lần này phải bắt tận tay cho hết được chối cãi mới được. Không, không được rồi. Mình đuổi theo không kịp. Đâu rồi, đâu mất tiêu rồi. Anh ấy chạy đi đâu rồi? Mình biết ngay mà. Đi thể dục thì ít, mà đến chỗ này lén lút hẹn hò là nhiều. Anh đúng là cái đồ phụ bạc. Anh đã hứa với tôi cái gì? Vậy mà giờ anh thay lòng đổi dạ. Anh phụ bạc. Anh chê tôi béo tròn, xấu xí, nên lại đi hẹn hò với mấy em trẻ trung xinh tươi chứ gì. Tôi đúng là có mắt như mù mới tin anh. Anh Đạt, anh là đồ tôi. Hả? Hả? Ai dám bảo là vợ anh béo tròn xấu xí nào? Xinh thiệt nhất thành phố xưa nay rồi nha. Còn béo hả? Anh chẳng thấy béo tẹo nào. Anh Đạt à, anh mau thả em xuống đi. Vợ anh chỉ có mỗi tật xấu là đa nghi, hay ghen và thích trình mò là không thể nào đổi được thôi. Anh đang đi hẹn hò với cô nào ở công viên này có đúng không? Là cái cô anh suốt ngày chát chít đêm khuya, hay là cái cô đồng nghiệp mà anh xách hộ hai bình nước? Trí tưởng tượng của em quả là hiếm có, khó tìm đấy Linh à. Thôi đi, mấy chuyện mờ ám của anh không qua được mắt của em đâu. Tại em đó, em cứ mở miệng ra là tự ti bảo mình xấu xí, bảo mình béo mập các kiểu. Em suốt ngày than phiền, lo lắng về chuyện đó. Anh sợ em lại suy nghĩ, rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và con. Nên anh... Chuyện đó thì liên quan gì đến mấy chuyện mờ ám mà anh định qua mặt em? Mấy nay anh vừa tập luyện thể dục, vừa đọc thêm mấy bài tư vấn trên mạng, rồi còn đi hỏi thăm mấy anh em khác nữa, nên em thấy anh hay xem điện thoại đấy. Còn việc giúp cô đồng nghiệp xách hai thùng nước, thì thật ra anh đang muốn thử xem mình đã đủ đô để nâng em lên được chưa ấy mà. Em xem nè, giờ anh có thể nhấc bổng em lên mà không thấy nặng gì. Tin anh đi, em thế này còn gầy lắm. Cứ ăn uống bổ vào, vừa cho mẹ lại cho con nữa. Anh bỏ em xuống đi, em nặng lắm, cả hai ngã ra bây giờ. Đâu, đâu có đâu. Anh đã nói rồi, béo cái gì mà béo. Anh bế em thấy nhẹ nhàng như bông đây này. Để anh vừa bế em vừa đứng lên ngồi xuống 100 cái cho em xem nha. Một nè. Nè nè nè, anh bỏ em xuống đi mà. Em tự biết em nặng thế nào mà. Hai nè, em đừng lo. Thời gian qua anh đã luyện tập không ngừng, chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy em không hề béo nha. Anh đúng là dở hơi thật mà. Ai đời muốn động viên vợ lại phải nghĩ ra cái cách củ chuối như thế này. Em nói anh dở hơi cũng được, nhưng đối với người cả nghĩ như em, nói bằng lời thì em đâu có tin. Anh chỉ còn cách này để giúp em bớt nghĩ thôi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Là em đã quá đa nghi rồi. Thôi giờ em tin anh, em tin thật rồi.
anh thả em xuống đi. Từ nay em sẽ không tự ti về bản thân của mình nữa, cũng không còn nghi ngờ anh nữa ha. Thật ra dù em có xấu, đẹp, gầy, béo cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì điều duy nhất anh quan tâm chỉ là em, là chính em mà thôi. Nên từ nay em hãy tin anh và đừng suy nghĩ nhiều nữa nha. Dạ vâng, em hiểu rồi. Người cảnh báo tương lai. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, năm 1910. Báo đây, báo đây. Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đây. Tình nóng hỏi, dịch viêm phổi lạ xuất hiện dọc đường sắt Mãn Châu đây. Con trai tôi, hãy cứu con trai tôi. Trời ơi. Con của bà, anh ấy đã chết rồi. Xin bà đừng chạy theo nữa. Nó chưa chết, nó vừa còn nói chuyện, vừa còn thở. Các anh, xin hãy cứu nó. Nó còn đang khỏe mạnh cơ mà. Không, nhất định là nó chưa chết. Xin các anh hãy. Kìa bà, bà sao vậy? Mọi người ơi, bà mẹ cũng đang có dấu hiệu khó thở, mau đưa bà ấy vào bệnh viện. Đại dịch viêm phổi xuất phát từ khu hồ Baikal của Nga, lan xuống dọc thị trấn đường sắt Mãn Châu. Con số tử vong đã lên đến 60.000 người. Thật nguy hiểm. Các triệu chứng ban đầu đều là đau đầu, khó thở, sốt cao, nôn khan, dần dần là ngạt thở. Tình hình đang ngày càng khó kiểm soát. Nghe nói chính quyền mời bác sĩ trẻ Ngũ Liên Đức từ Malaysia đi du học Anh về đây để đặc biệt chỉ đạo chống dịch quả lần này. Anh ta đâu? Sợ quá nên trốn rồi à? Bác sĩ Đức đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân và cơ chế lây nhiễm. Lát nữa sẽ quay lại đây thông báo cho chúng ta. Các ông có còn thể diện nữa không? Cả một hội đồng y khoa, toàn những người lớn tuổi có kinh nghiệm mà lại để một tay bác sĩ trẻ măng mới tốt nghiệp đến chỉ đạo. Thật chẳng ra làm sao. Mesny à, chẳng phải trước khi Liên Đức tới đây, ông đã được bổ nhiệm làm chức trưởng phụ trách chiến dịch này hay sao? Nhưng kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn tồi tệ. Dịch vẫn tiếp tục hoành hành, nên họ mới phải trao quyền cho Liên Đức. Ông nói cái gì? Chính các ông cũng nói rằng dịch bệnh đang càng ngày càng khó kiểm soát, vậy mà giờ lại đổ trách nhiệm cho tôi à? Nhưng tôi nghĩ, thay vì ngồi đây nghi ngờ năng lực của Liên Đức, tại sao chúng ta không cho cậu ấy cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện và khẳng định bản thân? Hay ông đang ghen tị với cậu ta? Này, cậu đừng có ăn nói linh tinh. Tôi là ai mà phải ghen tị với tài bác sĩ còn hồi sữa ấy? Báo cáo hội đồng y khoa, tôi vừa phát hiện vi khuẩn Yersinia pestis trong mô cơ thể nạn nhân và kết luận đây là dịch hạch phổi. Ngũ Liên Đức, chúng tôi biết điều đó lâu rồi. Anh không có kết luận gì mới hơn sao? Chắc chắn bệnh này lây từ người sang người qua hơi thở hoặc các dịch cơ thể. Thật lạ lùng, dịch hạch chỉ có thể lây từ chuột, từ bọ chét sang người thôi. Bác sĩ Liên Đức, trước đến giờ đều như vậy. Đúng vậy, làm gì có chuyện lây từ người sang người cơ chứ? Điều này mới chỉ do anh phán đoán, chưa có kết quả chính xác. Tôi được biết anh tốt nghiệp trường y của Đại học Cambridge đúng không? Nhưng anh đang phát biểu hồ đồ rồi đấy. Nghe Mesny, vậy xin nghe cho tôi biết, tại sao dịch lại lan nhanh với diện rộng như vậy? Ai cũng biết dịch bắt đầu từ các thị trấn ven đường sắt. Có thể khởi nguồn của dịch bệnh là đám lông thú hoang dã vận chuyển từ miền Đông Bắc về đây. Đám lông thú ấy chắc chắn là khởi nguồn của bệnh dịch. Tuy nhiên, khoảng thời gian phát hiện bệnh, có phải ai cũng tiếp xúc với lông thú trên những chuyến xe lửa đâu cơ chứ? Còn những người không hề ở trên xe lửa mà vẫn phát bệnh thì sao? Tôi khẳng định, bệnh viêm phổi này nguy hiểm hơn bất cứ thể dịch hạch nào khác.
Tôi không tin. Nếu người lây sang người, có lẽ cả 4 tháng này tôi đã chết rồi. Mesny, xin hãy nghe tôi. Nếu muốn giữ mạng sống, chúng ta còn phải cứu các bệnh nhân khác nữa. Tôi là bác sĩ có chuyên môn tốt, đã được thẩm định từ nhiều năm nay. Tôi biết rõ mình cần phải làm gì. Anh không phải dạy đời tôi chuyện giữ mạng sống, anh Liên Đức à? Bệnh nhân ngày càng nhiều, thăm khám còn không xuể. Nếu bây giờ bác sĩ không tự bảo vệ mình và cả bệnh, thì còn ai chữa trị cho mọi người nữa chứ? Bác sĩ Mesny, bác sĩ Liên Đức bảo tôi mang đến cho anh đồ phòng hộ, dặn anh phải cẩn thận khi khám cho người nhiễm bệnh ạ. Thật dơ dẫn, mang giết hết cho tôi. Nhận đồ bảo hộ chẳng khác nào tôi thừa nhận những luận điểm vô căn cứ của cậu ta sao? Nhưng bác sĩ Mesny, tôi nghĩ ông nên cẩn thận thì hơn. Những lời bác sĩ Liên Đức nói rất có lý. Đến cả cô cũng muốn dạy tôi làm điều đúng đắn à? Xin lỗi, tôi là bác sĩ có thẩm quyền cao nhất ở đây. Dạ, thưa bác sĩ Mesny, tôi không có ý đó. Cô nghĩ tôi sẽ nghe theo những lời nhảm nhí của tên thầy thuốc non nớt ấy sao? Nếu cô không dứt, thì tôi sẽ dứt. Nguy rồi, mình sao thế này? Tự dưng mình lại ho nhiều vậy chứ? Ngực còn hơi đau nữa. Có lẽ chỉ là do mình quá lao lực. Sao lại đau đầu dữ dội và khó thở thế này? Lẽ nào những lời Liên Đức nói là thật? Bác sĩ Mesny, ông sao thế? Đừng vào, đừng lại gần tôi. Nếu còn muốn sống, hãy nói với Liên Đức là tôi đã sai rồi. Bác sĩ Mesny, ý ông là sao ạ? Trời ơi, bác sĩ Mesny! Nhanh lên mọi người, mau khiêng vào phía bên này. Bác sĩ Mesny, bác sĩ Mesny đã tử vong rồi ạ. Trời ơi, mới vài ngày trước ông ấy còn khỏe mạnh cơ mà. Lẽ nào ông ấy cũng bị nhiễm bệnh? Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng ta đang ở cái địa ngục nào đây? Bao giờ sẽ đến lượt chúng ta chứ? Có lẽ nào chuyện mà mình dự đoán đã xảy ra. Giới y tế quốc tế đang sốc đẳng vì cái chết của Mesny. Ông ấy đã không thực hiện các biện pháp phòng bị an toàn khi khám bệnh suốt một tuần qua, khi mà tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng đông. Liên Đức, chúng tôi sai rồi. Đúng như anh nói, dịch viêm phổi này lây từ người sang người. Chuyện đã xấu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Không ai ngờ một bác sĩ giỏi như Mesny lại bỏ mạng ở giữa tâm dịch. Đây là điều đáng tiếc của giới y khoa quốc tế. Chúng ta phải làm gì đây Liên Đức? Không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Số lượng ca bệnh đã tăng mất kiểm soát. Cứ tình hình này thì những người bệnh sẽ lây lan cho rất nhiều người khác. Điều ngay bây giờ phải làm là cần thực hiện cách ly ngay tất cả những người nghi nhiễm ở khu vực riêng. Nhưng nguồn lây nhiễm sẽ không dừng lại trong thành phố rộng lớn này. Anh đã nhớ, các đoàn xe lửa đều tới từ nhiều thành phố khác. Nếu chúng ta không kiểm soát lượng người ra vào từ nơi khác, thì mọi thứ ta nỗ lực sẽ chỉ là công cốc. Anh nói đúng. Tôi sẽ thuyết phục giới chức thành phố áp đặt lệnh cấm đi lại. Gì cơ? Anh muốn chính quyền cấp chỉ tân chúng tôi cấm hết các đoàn tàu lưu thông qua thành phố? Tôi chưa từng thấy lịch sử có nơi nào chống dịch bệnh như vậy. Anh có bị mất trí rồi không? Anh có biết những đoàn tàu chở hàng hóa đó nuôi sống một nửa thành phố này không? Chúng tôi chưa chết vì bệnh, đã chết vì chết đói đấy. Tôi lo lắng cho sự an nguy của các vị. Chẳng biết khi nào dịch sẽ gõ cửa đến chúng ta. Bác sĩ Mesny đã qua đời. Nếu không hành động, rồi sẽ đến lượt tôi, đã sẽ đến lượt chính các vị đó. Ngay thời điểm này, sinh mạng là quan trọng. Xin hãy nghe tôi. Anh đe dọa tôi đấy ư? Được, chúng tôi sẽ đóng cửa dịch vụ đường sắt đến cấp Nhĩ Tân. Nếu vẫn không dập được dịch, chứng tỏ anh bất tài, vô dụng, điên rồ. Mọi hậu quả xảy ra là do anh. Lúc đó, anh không những phải chịu trách nhiệm trước sinh mệnh của người dân, mà còn cho cả sự đình trệ giao thông, kinh tế của thành phố.
Cả tháng nay đường sắt đóng cửa, thành phố này hoang vu như là thành phố chết vậy. Vậy mà số ca tử vong vẫn tăng là sao? Anh ơi, anh đừng đi, ở lại với mẹ con em. Anh ơi, thành phố vẫn chìm trong tang tóc, lẽ nào chúng ta bất lực để họ chết dần như thế này sao? Về này bác sĩ Liên Đức e là chẳng còn mặt mũi nào ở đây thêm nữa. Vì sự tính toán giảm nhí của anh ta mà số ca tử vong còn tăng nhiều hơn trước. Thưa bác sĩ Ngũ Liên Đức, chính quyền thành phố mời ngài về làm việc về tình trạng số ca tử vong vì dịch bệnh ngày càng tăng. Trong khi đã thực hiện chủ trương đóng cửa dịch vụ giao thông đường sắt như ngài nói, họ muốn sự giải thích và chịu trách nhiệm của ngài. Đưa Liên Đức đi lúc này là sao? Vậy ai sẽ chỉ đạo chống dịch? Liên Đức là người có thẩm quyền cao nhất để chỉ đạo chúng tôi. Việc đó chúng tôi chưa được rõ. Vậy các anh phải có biện pháp nào khả quan hơn việc đưa Liên Đức đi vào đúng ngay lúc này, khi chúng tôi cần anh ấy nhất chứ? Nguyên nhân là do đâu nhỉ? Tại sao đã thực hiện các biện pháp an toàn mà dịch vẫn bùng phát tệ hơn? Số người tử vong chôn cất không xuể. Những thi thể người tử vong đang ở đâu? Vẫn chưa chôn hết, hiện đang tập trung ở cánh đồng đằng sau ga tàu. Chúng ta chưa đủ nhân sự để chôn cất hết lượng tử thi khổng lồ đó. Nơi đó chính là cái ổ hoàn hảo cho virus và vi khuẩn. Cần phải xử lý gấp, đem quả tán hết ngay. Nếu không dịch bệnh sẽ còn lây lan tiếp đó. Nhưng số lượng quá lớn, làm sao có thể? Hãy nghe tôi, đây chính là biện pháp cuối cùng ta cần làm. Hãy chuẩn bị 3.000 cổ quan tài, càng sớm càng tốt. Liên Đức, anh điên rồi. Xin hãy về báo cáo với cấp trên của các anh. Hãy cho tôi thực hiện điều cuối cùng này để kiểm soát dịch bệnh. Tôi hứa sau khi xong xuôi sẽ chủ động gặp các chị ấy để giải trình. Đây là trách nhiệm của tôi. Nếu không, cả người thân và gia đình các anh cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi sẵn sàng đem danh dự và uy tín của mình ra đảm bảo. Mình đã làm hết sức có thể. Hy vọng ổ dịch này sẽ nhanh chóng bị dập. Vào tháng 3 năm 1911, dịch bệnh đã được khống chế hoàn toàn nhờ có vị bác sĩ 32 tuổi. Liên Đức, nếu không nhờ có sự nhẫn nại và quyết liệt của anh, chẳng biết dịch bệnh sẽ còn hoành hành thế nào. Thật may mắn, mọi thứ đã đi vào kiểm soát. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, dứt bỏ cái tôi của mình để học hỏi. Và luôn nhớ rằng, trong những tình huống éo le nhất, luôn cần đến sự dũng cảm và kiên trì. Nỗ lực chống dịch viêm phổi ở Cáp Nhĩ Tân đã giúp ông được đề cử giải Nobel Y học năm 1935. Câu chuyện của ông đến nay vẫn để lại nhiều bài học đắt giá cho y tế toàn cầu. Ông vẫn được nhắc tới như một người cảnh báo tương lai. Với những biện pháp chống dịch bệnh hiệu quả, tại Cáp Nhĩ Tân, một bảo tàng đã được xây dựng để tưởng nhớ vị lương y tài hoa dũng cảm được mến mộ, người từng chiến thắng dịch bệnh cách đây hơn 100 năm. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của bác sĩ người Malaysia Ngũ Liên Đức tại Trung Quốc vào những năm đầu thế kỷ 20. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.